Trấn Thành đi giày độn 8 phân chặt chém hoa hậu Kỳ Duyên, biết được nói thẳng vào mặt. Tưởng đâu sẽ bị bóc mẻ sự thật đến ê mặt, nhưng phản ứng của Kỳ Duyên khi thấy Trấn Thành mang giày độn khiến khán giả bất ngờ. Dù vắng mặt gia đình phép thuật Trường Giang Hương Giang, buổi họp báo ra mắt Manbrush khi đàn ông mang bầu vẫn để lại nhiều ấn tượng thú vị đến từ hai gia đình còn lại, Trấn Thành Harry Won, Kỳ Duyên Hứa Vĩ Văn. Nếu như cặp đôi kỳ vị có những khoảnh khắc tình tứ đến ghen tị tại buổi họp báo, thì ngược lại gia đình Việt Hàn lại thay phiên nhau bóc phốt nhau trên sân khấu. Harry Won còn không ngại tiết lộ những tật xấu của ông xã, thậm chí nhắc Trấn Thành phải học nhiều lên trong đoạn trailer giới thiệu chương trình khiến cánh truyền thông không khỏi bật cười. Cũng trong buổi họp báo, Kỳ Duyên bất ngờ tiết lộ gia đình Trấn Thành Harry Won chơi 10 tập thì thua hết 9, khiến mọi người bất ngờ. Có vẻ như tức mình khi Kỳ Duyên vạch mặt gia đình mình, Trấn Thành hài hước lên tiếng tố Hoa hậu Việt Nam 2014 chỉ có giày biểu mỉa mai chứ không hề chân thành. Ngay cả khi bị tố giác mang giày độn, danh hài cũng cho biết đó là thủ đoạn chặt chém hoa hậu của mình. Được biết, đôi giày cao 8 phân từng được Trấn Thành sử dụng trong đám cưới trước đó, cùng Harry Won được tái sử dụng. Khi được hỏi về vấn đề này, nam diễn viên hài hước, chiều cao có hạn thủ đoạn vô biên, vì các bạn 9X đột biến cao quá, mình 8X qua mùa rồi, nhưng mình không cao, mình sẽ độn giày. Song Kỳ Duyên cho rằng Trấn Thành đi giày độn mới cao được như thế, thì ông xã Harry Won lại cho rằng đây là thời trang. Đừng nghĩ, đây là sự khỏa lấp về chiều cao mà tôi hy sinh để tiếp cận với những người phụ nữ cao một cách tế nhị hơn. Tại sao phải giấu khi nó là thời trang, giấu là giày độn, còn đây là giày đôn? Mặc dù lý do trước đó là dùng giày đôn để chặt chém hoa hậu, song cách ứng xử khôn khéo của Trấn Thành khiến Kỳ Duyên không phản ứng mà còn đồng lòng tán thành. Chỉ là anh em cùng nhau đẹp thôi, Duyên nghĩ anh Thành là một người rất chân thành. Khi những người đàn ông khác thường giấu miếng lót bên trong thì anh ấy đã thể hiện rõ bên ngoài cho mọi chuyện thấy là anh đi giày đế cao. Nhưng có thể thấy dù thế nào thì Trấn Thành cũng không thể cao hơn Kỳ Duyên khi đứng cạnh được, đúng không nào?